Hello các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình có mặt tại khu du lịch, khu thể thao du lịch Tà Bạ nè quý vị. Bây giờ mình sẽ đi vào tham quan khu du lịch thể thao Hồ Tà Bạ ha. Đây phía trước có mấy cái quán bán đủ đủ đầm kìa các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào thử coi nó như thế nào ha các bạn ha. Mời các bạn đi theo mình tham quan ha. Khu du lịch Tà Bạ ha. Cổng làm quá đẹp ha, không biết phong cảnh cổng đẹp không có gì ha. Bên đây là núi núi Tà Bạ quý vị, đây có đường lên chùa. Bên đây là đầm lúa ha, cái kia là cái núi núi Cô Tô. View cũng rất đẹp ha, để vô coi Tà Bạ như thế nào đó quý vị ha. Có cái quán ăn bán hải sản này. Quán Sơn Điền tại bên hai bên đường đi còn quán rất là nhiều ha. Từ đây chạy vô hồ Tà Bạ khoảng 400 thước nữa quý vị ha. Đây. Theo men theo núi Tà Bạ ha. Du lịch Tà Bạ Tri Tôn. Đây tiếp tục là một cái quán ha, nhà nghỉ luôn. Bên đây là dãy núi ha, chắc núi dài quá quý vị, coi giống như mỏ ông két gì đó quý vị. Ra xa. Ô đây là cái quán là du lịch thì quán đẹp quá quý vị. Wow, quá đẹp rồi, đi chích túi ha. Wow, nước này. Bên đây có một cái hồ, mình nói hồ này hồ Tà Bạ nghe. Đây, xuống đường cát của gì vậy? Đây là ao suối. Đây. Sân đua bò ở đây luôn quý vị ha. Uống trầm thức xa xỉ đâu quá gì. Xa xa cho đỉnh núi kia các bạn. Có cái mỏ ông két đưa ra kìa. Đây. Ở đây chắc hồ Tà Bạ quá quý vị. Đấy. Đây chạy dài dài ra quý vị ơi, chắc đây hồ đây rồi. Đây. Nước cành sơn thủy ra. Đây. Hồ nước đục ngầu luôn. Đây. Nhức đầu quá đi thôi. Đây. Còn đây là hồ gì vậy hả? Hồ Tà Chét hả? Vậy là đây cái hồ Tà Chét chứ không phải hồ Tà Bạ hay quý vị ha. Đây. Đây thì xa xa có mấy cái quán nước. Đây. Đây là hồ Tà Chét ha. Đây. Giờ mình lên trên núi với hồ Tà Bạ quý vị ha. Đảo đầu xe lại. Đây là hồ Tà Chét ha, nước đục ngầu ha. Đây mình trên núi không. Đây, đường đi trên kia là núi không ha quý vị ha. Mình đi lạc tới hồ Chen luôn các bạn. Đây là lên hồ Tà Bạ đây nè. Dạ cảm ơn chú. Đây cái dốc này khá đứng các bạn. Đây xe mình lên hơi mệt mỏi đây. Đây. Đây số 2 lên không nổi luôn các bạn ơi. Đây. Dốc này khá đứng à. Chạy lên đây chắc về bằng máy xe luôn quá. Wow, view rất đẹp á.
400 thước ha quý vị, 450 thước. Hồi nãy đi lộn dưới kia ha. Xe mình nó gống quá trời luôn. Chạy bác cái xe nó khác ngạt chưa. Đây. Đây, đi theo đường này. Wow. View rất đẹp nha. Để chạy lên núi quý vị ơi, đây là bãi trên núi. Đây. Để tới cái bia bằng đá để hồ Tà Bạ nè. Đấy, không biết cái hồ đâu cái gì. Đây, kìa có mấy cái quán đẹp quá. Cấm bán hàng rong. Hồ Tà Bạ đâu rồi chú? Thằng đó hả? À, chạy xe đó. Có bãi giữ xe các bạn ơi. Đây. Khu du lịch. Khu du lịch. Hồ Tà Bạ. Hồi nãy mình đi tầm 7 ha. Hồ nãy hồ Chen. Bãi giữ xe miễn phí. Ồ. Đấy, vô đây gửi xe các bạn ơi. Wow. Ở trên này nhìn xuống cái view dưới cũng phê lắm quý vị. Đây. Phong cảnh rất đẹp ha. Đấy. Wow. Đây. Đây quý vị ơi, tới hồ Tà Bạ nè. Có mấy cái quán nước ha. Đấy. Phía đằng sau mình thì view rất là đẹp ha. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi ra hồ Tà Bạ ha quý vị ha. Đấy. Ở đây bãi xe miễn phí ha. Đấy quý vị ơi. Có xe khách tham quan nè. Đấy. Để coi cái hồ như thế nào ha. Đấy. View cũng rất là đẹp quý vị ha. Đấy. Có mấy quán nước rất là mát nha. Đây. Đây có mấy anh kỳ chạy lại mình cũng hết hồn ha. Ô, hồ nước rất là trong quý vị. Đây. Đây. Hồ Tà Bạ là đây. Có cái hồ quý vị ơi. Đây. Đây chắc cái chỗ khai thác đá này kia quá. Đấy. Này có chỗ mấy người ta nuôi bồ câu này nọ. Đấy. Đây có cái nhóm khách du lịch nè. Đây quý vị ha. Đấy. Nói chung ở đây rất thoáng mát ha. Nhưng mà cũng không có gì đặc biệt ha quý vị ha. Đây. Đây. Cái hồ có chút xíu ha quý vị ha. Đây mấy miếng đá này nứt 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 nè. Đây. Nước này chắc sâu lắm quý vị ơi, không dám ra đâu ha. Mình sẽ đi dài qua bên kia coi thử ha quý vị ha. Đây. Để ít ra cũng phải có cái gì đặc biệt mới thu hút khách du lịch đâu quý vị. Đây chắc có lẽ là địa điểm khai thác đá này nọ nè. Nghiền đá này kia nè. Giờ ngưng khai thác á. Sao mình nghĩ là vậy ha. Đây. Làm khu du lịch. Hồ Tà Bạ. Đá phím, phím đá. Đây. Ai da. Ở đây là có cục đá nó cao lên. Dưới kia có mấy cái quán. Đội xuống kia kìa. Đưa các bạn đi tham quan vòng vòng cảnh hồ Tà Bạ ha. Chút xíu ra ngoài thưởng thức thưởng cái món đu đủ đậm ngoài cái gì. Đấy. Có mấy cái quán ở cổng vào đó. Đây. Chắc chắn không có gì ha. Ở đây chắc ngày xưa là nơi khai thác đá quá. Đấy. Cấm tắm bơi lội này nọ ha.
không biết dưới này có vụ gì mà cấm ha. Đây. Không xả rác ha, khu vực nguy hiểm ha. Đây, đây có mấy cái quán gì vậy, cho thuê phục trang Khmer. Đây. Ờ. Hồ chút xíu. Nước rất trong ha. Có điều nước rất trong. Đấy. Trong kia có cái gì không biết nữa. Đi hết sôi thôi hết rồi. Đây có những đôi tình nhân yêu nhau tha thiết ghi tên mình lên cái phím đá này ha. Ghi tên xong về chia tay hết là toàn bộ ha. Đấy. Nè. Có số điện thoại gì nữa nè. Đấy. Ai cô đơn cái ghi tên bỏ số điện thoại lên cho người người ta điện ha. Bỏ lên là có như người ta sợ người ta không dám điện luôn. Ghi tên cái đội gặp đôi để cho tim ha, giữa ha, xong về rồi cái lộn rồi chia tay luôn. Lòng nước hồ sâu nguy hiểm. Đây. View cũng đẹp ha quý vị ha. Nhưng mà ở đây thì không có cái gì gọi là đặc sản hết á. Đấy. Mình đi lên trên này thử coi cái gì, kiếm chỗ nào trống trống cái mình mát chút xíu ha. Đây quý vị ha. Đấy. Rất hoang sơ ha quý vị ha. Ở đây chắc có lẽ là khách du lịch đến ít lắm quý vị. Tại vì không có gì đặc biệt chứ. Cái hồ thì nhỏ xíu. Nước thì trong. Đây có lẽ ngày xưa là nơi khai thác đá gì. Du lịch thì phải có cái gì đó nó phải thu hút khách ha. Đây. Cảnh này thì ok đó các bạn. Mát mẻ ha. Rất là ok. Phải có thêm một cái loại hình khác nữa. Du lịch nữa chẳng hạn. Du lịch gồm có ẩm thực và du lịch thì nó xe hơn. Nhưng mà trong đây thì cái dãy núi này nó hoang sơ thế này cũng ok ha. Đấy. Đâu có được đi trên kia. Đấy. Bên đây là có cái vực sâu ha. Đấy, cái kia là đá. Rồi, đi xuống quý vị ơi. Hồ Tà Bạ thì nơi đây rất mát ha. Rất là ok, cảnh đẹp đẹp. Cảnh vật đẹp ha. Có núi, có nước, sơn thủy mà. Có hồ mà cái điệu hồ hơi nhỏ ha. Nó không lớn bằng cái hồ hồ Thum giống ha. Hồ Thum giống thì lớn hơn. Cảnh thì đẹp, cảnh hồ Thum là đẹp đó quý vị, nhưng có cái điều nước mùa tháng 2 tháng 3 này thì nước ít quá. Thành ra nước hơi đục, màu nước không đẹp không. Nhưng mà phong cảnh thì rất là hữu tình ha. Thêm lại có một cái món ăn rất là đặc sản nha. Của trong Âu Thum, đó là gà đốt Âu Thum, rất nổi tiếng ha. Mình cũng thưởng thức rồi ha, gà đó rất là ngon quý vị. Đấy. Mình đánh giá là gà đó là khoảng cỡ 9 điểm ha. Đấy. Do là cái chất lượng con gà nó phải được như gà nồi thì ngon là ngon hơn ha. Nhưng mà gà đó là gà thái dường, gà thái dường bình thường thôi chứ không phải gà nồi. Gà nồi đặc sản gà nồi thì tốt hơn nữa ha. Đấy. Hồ Tà Bạ thì nói chung hồ thì nước thì trong đẹp. Phong cảnh sơn thủy thì không có gì bằng thế quý vị ha. Nhưng mà ở đây thiếu một cái ẩm thực. Du lịch phong cảnh một cái ẩm thực nữa. Phải kiếm cái gì đó là đặc sản nữa của giống như vào trong hồ Ô Thum nữa thì sẽ lôi cuốn khách du lịch hơn nhiều hơn ha. Đấy. Bây giờ mình sẽ xuống dưới ra ngoài cổng ha, thưởng thức đu đủ đầm ở ngoài ha, có cái quán ngoài ngoài coi như thế nào ha quý vị ha. Đấy. Này nếu muốn khai thác du lịch ở đây thì cần phải kiếm những cái gì đó là đặc sản nhất ở khu vực. Đấy, mới thu hút được khách du lịch ha. Chứ cái hồ này thì thu hút không nổi đâu quý vị. Quá bé. Phong cảnh núi thì ok. Cảnh núi thì thoáng mát gì là ok. Nhưng mà cái hồ nhỏ quá. Hồ nó phải đập dịch, phải rộng xíu nữa mới được. Hồ rộng như hồ Ô Thum mới được. Hồ này đâu mà có chục mét à. Thì không có gì lý thú ha. Nghe đồn cũng dữ lắm, lên đây thì cái hồ cảm thấy hơi thất vọng ha. Lại có những quán nước đơn sơ chứ không có là quy hoạch một cách
du lịch một cách hẳn hoi ha. Nhưng bù lại nhìn bên kia cái view các bạn, cái view bên những đồi núi bên kia trên cao nhìn xuống rất đẹp ha, cảnh đẹp đó các bạn. Còn cái hồ thì không, cái hồ quá nhỏ thôi, nước cũng trong nhưng cái hồ quá nhỏ. Hồ Tà Bạ, hồ Tầm Bảy. Hồ Tà Bạ ha. Đấy. Hồ không im, hồ quá nhỏ. Đấy. Hồ có hồ ô thùm giống mới xứng đáng ha. Đấy. Hồ ô thùm mà cả nước nhiều mà nước trong lên ha. Ok ha. Đấy, mình nghe đồn hồ Tà Bạ lên cho biết các bạn. Đánh giá của mình thì Sơn Thủy thì là vô cùng đẹp rồi. Đấy các bạn thấy phía sau mình không? Đấy phía sau mình nè. Đó. Cảnh núi trùng đẹp phía sau Tri Tôn đó, núi Cô Tô đó. Phụng Hoàng Sơn ha. Đấy, rất là ok ha. Đấy. Đây các bạn. Đấy. Phía trên nhìn xuống thì ok ha. Nói chung ngắm cảnh thì cũng xứng đáng tiền xăng đến đây ha. Đấy. Lúa ở khu vực này thì đợi trời mưa thôi, đợi tháng 4, tháng 5 mới xuống giống được. Chứ mùa này thì thua rồi. Đấy. View trên đây nhìn xuống rất đẹp quý vị. Đấy. Bên kia là dãy Phụng Hoàng Sơn ha. Đấy. Đấy. Bây giờ mình xuống cổng chào nè. Ghé cái quán bên lề đường nè, có bán món đu đủ đâm ha. Để mình vô mình thưởng thức thử ha. Hôm gà mình chạy dọc đường thì cũng thấy ha. Giờ mình thưởng thức thử cái đu đủ đầm ở quán ở ngoài cổng chào của Hồ Tà Bạ coi như thế nào hả các bạn ha. Đây vô quán các bạn ơi. Kêu đu đủ đầm. Đu đủ đầm nó bán sao mày? Bán phần hay gì? Dạ phần 30 ngàn ha. Vì phần 30 ngàn ha, cho phần 30 ngàn thưởng thức thử coi. Dạ. Chủ quán đẹp trai chứ trời. Đầm ba khía hả? Tép mỡ. Tép mỡ. Một người đấy quay cách chế biến được không? Được ha. Để mình quay coi cách chế biến như thế nào nha các bạn ha. Đây anh chủ bán đu đủ đầm á, là chai bá cháy ha. Đây là cái cối nè, cối là cái gì, hành ha, nó hành tím ha, gồm có đu đủ rồi cái gì anh nói gia vị ơi. Đu đủ ba khía hả? Đu đủ ba khía, chảo pháo, đậu đũa, rau muống bào. Rau muống bào, ok. Cũng mười mấy ha, mười mấy loại. Mười mấy loại ha. Giờ mình hổng gà chạy ngang thấy trên Tri Tôn này để đu đủ đâm, đu đủ đâm này. Nhưng mà mình đến đây mình thấy thẳng đó mình thưởng thức luôn quý vị. Đây chứ này là phụ nè, còn bên Nam Di á, qua Kim Sim với Gina cũng vẫn như vậy ha. Đây này kiểu em bán cũng phụ thôi. Phụ thôi ha. Dạ, ăn cay không anh? Không không, đừng để ếch. Ăn cay không được. Này, cái cối này gì ha. Đây cái giá anh đâu đủ cho cậu tổng. Quán hình như bữa tới chiều mình mới hoạt động hết ta. Dạ. Chưa chạy ngang thấy đóng cửa. Chủ yếu một trong chiều. Nhiều hơn. Anh em nào có đi ngang đây du lịch Hồ Tà Bạ thì ghé đây ủng hộ quán nha. Quán tôi buổi chiều từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 4, 3, 2 giờ 3 giờ để bắt đầu bán. 2 giờ 3 giờ bắt đầu bán ha anh em ha. Đi lên Hồ Tà Bạ tham quan phong cảnh đi rồi cái đầu xuống đây ăn đu đủ đâm này kia. Nãy anh nói là cái quán nào đặc biệt là quán nào? Qua đường núi Nam Di. Núi Nam Di ha. Cách đây xa không ta? Cũng ở cây ngoài hết cây. Núi Nam Di ha. Qua đường núi Nam Di là nguyên con đường của đủ hết. Chỗ em thì nó nổi thôi. Đu đủ ha các bạn ha. Rau muống. Rửa hai trái cà chua cho cậu ha. Cứ bỏ vô rồi đâm thôi chứ đâu có gì khác nữa ta. Dạ. Ăn chặt nước sốt thôi. Đúng rồi. Cái nguyên liệu tùy thôi. Mấy cái ly này nó làm gì ông chủ? Cái là bia tháp à. Bia hả? Dạ, quán em quán nhậu.
À, rất tiếc rồi, vậy là mình không thể nào làm mối của bạn được rồi, mình không có nhậu. Em chỉ là bán đủ lực. Tất cả các nguyên liệu anh kể đó anh em, thì bắt đầu anh để vô cối anh đâm ha. Rồi chút xíu cái đem ra cho mình thưởng thức ha. Đấy, một phần 30k ha, cũng dễ xài ha. Đây 30k cũng hơi mắc. Bà khía này mấy anh em, mua bà khía này. Đấy. Này bà khía sữa. Bà khía sữa. Tôm khô. Tôm. Gửi cho anh ta. Cái đó giống mắm quá ta. Mắm. Được cháy chanh sao đủ. Cà chua đâu rồi? Nãy kêu thấy cà chua đâu không lấy. Cà chua. Đây các bạn, tất cả các nguyên liệu bỏ vô xong, bây giờ ông chủ cũng tiến hành đâm ha. Đấy. Bắt đầu đưa gà dế thưởng thức các bạn ơi. Ở trên là đậu phộng nè, đấy tấp mỡ nè, cà gió nè, cà pháo nè. Đấy, đậu nè. Đấy, đủ ha. Đây có thêm được mấy cái trứng cút của quý vị. Bà khía ha. Đây, tất cả các rồi, mời tất cả các bạn thưởng thức với mình ha. Đấy, đi Hồ Tà Bạ phải ghé ăn đu đủ đầm của ông chủ quán với cộng chào nha. Rồi, mời các bạn thưởng thức món đu đủ đầm của mình với mình ha. Chi tôm ha các bạn ha. Tại cộng chào Hồ Tà Bạ ha. Đấy, nhìn rất là hấp dẫn quý vị ha. Chủ cho mấy cái miếng chai khăn giấy nè. Chai nước này của mình ha. Mình chỉ sử dụng được nước lọc thôi, mấy cái nước khác mình uống không được ha. Thưởng thức thôi các bạn ơi. Ngon lắm các bạn. Quá ngon. Các mùi vị của các loại rau á, nó quyện lại. Đó. Mỗi cái một ít ha. Ông chủ ông trộn cũng vừa đủ để mà hương vị đó. Em ăn ha. Đây, mắm rồi là bà khía. Rồi là mùi hương của ngò gai. Ngon bích. Ngon. Lần đầu mình ăn luôn nghe quý vị, rất ngon. Thêm đậu phộng nữa. Một dĩa gì 30k ha. Một người ăn yếu là không hết đó. Đối với mình nha, thì ông chủ quán này đâm như gì là mình ăn là rất hợp á. Nó rất ngon quý vị. Rất vừa ăn luôn. Quán ông chủ này quán nhậu. Mình thì không biết nhậu á. Chỉ biết ăn thôi quý vị. Rất ngon quý vị.
ở đây mà mấy ông mà nhậu ha, bia rồi ha, ra ha, bá cháy bùi chén luôn. Quá ngon. View ngoài này là cánh đồng mênh mông cái gì đấy, mọi người nghe đấy. Ngoài kia là thị xã Tri Tôn mà đấy. Bên đây là núi Tà Bạ. Xung quanh bắt đầu quán bài bán đủ thứ vậy. Trước cổng chào của Hồ Tà Bạ ra view rất đẹp. Thì thấy mấy cái quán mình kia không? Đấy. Ở chiều bài quán ha, quán rất đông không gì ha. Đấy. Anh đây quán nhỏ, một chủ quán đẹp trai lắm nha quý vị. Thấy nặng chanh vô mình sẽ chua, nhưng mà độ chua cũng vừa phải. Ngon. Ngon mà. Nghe ngon hơn ngoài sức tưởng tượng mình ha. Rồi, video đi tham quan khu du lịch núi Hồ Tà Bạ, núi Hoàng Trang. Cái này kết thúc á. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Đi lên Hồ Tà Bạ không có gì các bạn, chỉ có vài quán nước thôi. Hồ thì nó xíu à, nước thì trong, cảnh thì đẹp. Nhưng mà hồ thì nó xíu à. Còn Hoàng Trang này nước đục ngầu à, mà lớn. Còn Hồ Tà Bạ nhỏ xíu à. Ra đây cổng chào ăn đủ đủ đâu mà. Bà Chi Tôn ha. Rồi, bye bye hết tất cả các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình nha. Đấy. Nhớ cứ đi Hồ Tà Bạ ghé ủng hộ vũ quán nha. Tao đủ đầm rất ngon quý vị. Bye bye quý vị nha. Đấy.